Tử Vi tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng tư âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hành thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa trên các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các cung của những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng tư âm lịch năm Tân Sửu diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng tư âm lịch, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Đinh Mão trong tháng. Những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh lộ trung hòa, là người sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung và hiền hậu với người. Họ thông minh linh hoạt, làm việc gì cũng nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Họ có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do nằm trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy Lộc Tài, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người trước, rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay lười tắt. Trong chuyện tình cảm, khi gặp chuyện không vui, họ thường xả ngay với người yêu, thậm chí khi không khống chế được bản thân mà có những lời nói gây tổn thương, đau khổ cho đối phương. Vì thế khi thấy chuyện buồn bã, tuổi Đinh Mão hãy cố gắng suy nghĩ lý trí, đừng để người yêu trở thành xót xác chứa mọi nỗi niềm của mình, nhất là những khi đi du lịch xa. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình tháng này của tuổi Đinh Mão rất khởi sắc, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp. Những cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng, bạn được cấp trên công nhận và được lương thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến bản thân bạn luôn mệt mỏi, bạn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân và quan tâm đến những thành viên trong gia đình. Quý âm thủy gặp Mão âm mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mão nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân và minh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo là vật phẩm hộ thân, hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Đinh Mão trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp và quan vận. Với những người tuổi Đinh Mão đang đi làm thì sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bản mệnh không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bản mệnh như dã tràng xin cát. Tuy nhiên, bản mệnh đừng lấy lý do đó làm lý do lười biếng, chệch mạng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bản mệnh muốn nghỉ việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt.
Bà mẹ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bản thân cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Bà mẹ cần bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể trốn tránh mãi được. Để con đường công danh sự nghiệp rộng mở phát triển mạnh mẽ, tạo bước mạnh lớn thay đổi cuộc đời, thì những gia chủ tuổi Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc, người tuổi Đinh Mão trong tháng tư âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra cộng thêm công việc kém suôn sẻ khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Đặc biệt biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Đinh Mão lại chưa biết linh hoạt để giải thoát bất đắc cho mình. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiết việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng đến cách mấy cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để mọi việc được hanh thông, hóa giải vận hạn không may mắn và đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Đinh Mão không được tốt. Vận trình của bản mệnh cũng không được tốt lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà hãy bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn đối với nữ mệnh tuổi Đinh Mão, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực và suy đoán. Điều đó sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác hợi vận, hợi mão mùi. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường vận khí, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng tư âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mão khá ổn định. Những người tuổi Đinh Mão có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi Đinh Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Bạn nên sống khoa học và quy củ hơn. Việc cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Và để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác hợi vận của phong thủy độc tài. Đây là vật phẩm được hầu hết thời phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc tiếp tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, phong thủy độc tài xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Đinh Mão có thể nắm rõ vận trình, tránh trường hợp không may mắn xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, tức ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có năm âm là trường lương thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, đang hợp xử và dậu thì là tương cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4 năm 2021, tức ngày 13 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 4 năm 2021, tức ngày 25 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 4 năm 2021
2021, tức ngày 6 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bát Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bạn này là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kết công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4 năm 2021, tức ngày 14 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3 năm 2021, tức ngày 2 tháng 5 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Đinh Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh khung, hóa cách để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ cho những công việc trọng đại, thì có thể chọn được ngày giờ đẹp của lòng tự chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp về số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Phong Thủy Lộc Tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.